chào cả nhà, chào cả nhà đã đến với kênh của Như Nguyễn Cà Mau. Hôm nay là Như có làm hủ tiếu giò heo. Như mời cả nhà ăn chung với Như nha. Trời ở ngoài đang muốn chuyển mưa cả nhà, cho nên gió hù 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 luôn, không biết cả nhà có nghe được Như nói không. Hôm nay Như nấu hủ tiếu Như có bỏ trứng cút với lại tôm gan, nhà còn cái gì Như bỏ cái nấy. Tôm ngọt quá, tôm ngọt sớm luôn cả nhà. Cái nước hủ tiếu ngọt như hầm xương á, cho nên cái nước nó rất là ngọt. Trời mưa luôn rồi, trời cũng mưa luôn rồi, hai hôm nay là hôm nào ông trời cũng mưa. Mưa gầm gầm luôn. Cái giò heo ăn ngon lắm. Trời mưa lớn luôn rồi. Trời mưa lớn quá cả nhà ơi. Mưa gầm gầm luôn. Không biết cả nhà có nghe tiếng mưa không? Chấm với nước tương mà bỏ miếng ớt rồi bỏ vô miếng tắc nữa, chanh nữa, chua chua ngon. Mùi quá lớn luôn. Cả nhà thông cảm nha, mùi lớn lắm luôn. Là lớn. Cái người chị bảo hay sao? Bảo ở đâu hay gì vậy? Có người. Sáng giờ trời nắng quá trời, tự nhiên cái mưa.
thì nắng chang chang. Mưa nhỏ lại, trời nãy mưa lớn chứ giờ nhỏ lại. Trời mưa mà mình ăn mình cũng xúc mồ hôi, nó nóng quá. Mà xúc mồ hôi luôn cả nhà ơi, ngon. Lúc nấu trời không mưa vì vậy ăn là trời mưa. Vì bày gà ăn là ông trời ông mưa ngay. Tiếu nó với dầu heo ăn ngon cả nhà.
qua sao đã. Ăn hết tô, tô bự lắm. Giờ mình sẽ chuyển sang ăn dưa hấu tráng miệng. Ngộ cả nhà. Ngon. Dưa hấu này chưa thấy cũng không có hợp nhiều, nhưng mà cái vỏ dày quá đi cùi luôn. Nãy có ghe vô bán 15.000 một ký, nhưng nghĩ là nó đỏ dữ lắm, nhưng mà cuối cùng nó không có đỏ hung, nó vừa ăn thôi, với lại nó có cái vị hơi hơi ngọt tí thôi, chứ nó không có ngọt lắm, không có ngọt lắm. Đúng rồi. Ăn á mà mồ hôi á nó tót ra hết người luôn. Quá sức. Nó ngon rồi nó no nữa cả nhà ơi. Giờ Như cũng đã ăn xong tô hủ tiếu với lại dưa hấu xong rồi. Giờ Như cũng xin ngừng video tại đây nha cả nhà. Như cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm và ủng hộ Như trong những video vừa qua. Thì cả nhà ơi, khi mà xem hết cái video này của Như á, thì nhớ ấn cho Như xin một nút like, một share và đăng ký kênh ủng hộ tinh thần của Như nha. Như cảm ơn cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.